Cái này đi bán nó không cần. À, lấy nguyên cây thôi, ok. Đây. Thế nào cũng được, rất dễ chiều. Tính 150. Chắc là mình cũng rồi. Không, không, thế, thế thì chú lại nhầm rồi. Thế chú, thế là chú lại nhầm là anh ngồi rồi. Đấy. Theo con ý chú như nào, chú cứ thoải mái nhá, bởi vì là... Em cứ trả anh. Ơi, thế Không được. Nếu mà chưa đến thì lại chờ chú nhá. Chưa tới. Rất nhanh. Nhá ông nhá. Đây chúng ta đang chứng kiến anh thằng Mến đang rất là mê tác phẩm này. Còn bây giờ nó sẽ tập trung vào đây. Cái này cũng sẽ không chế, không có cái gì là bắt buộc ăn. Cái này nó đẩy được 2-3 cái mụn. Ui nhanh mà. Cái mặt bên này trông đẹp hơn này. Nếu mà em Lâm là tư duy được cao hơn thì cứ chán nhá, không có quan tâm gì. Không là mai là khó mua đấy. Anh thì tầm đấy là anh quên chú ơn. Đấy, chúng ta vừa chứng kiến cũng như phải nói là trên thân tháp trên giá đấy là này này. Chú ơi chốc chưa bao giờ được nuôi. Đấy, chưa phải là được nuôi. Bây giờ bắt đầu đây mới là được ăn này. Trước là nó phủ tất cái này và cái rễ này là nó còn bị không có rễ nhỏ. Mình biết mà nhìn cây mình biết thể trạng cây của nó cái bộ rễ này là chưa có. Tỉnh sâu như thế mà chú không giao lưu gì. Đấy. Okay, chúng ta sẽ gặp lại vườn của chú Hùng Quyên ở video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.